bên kia là chợ Minh Phụng. Thì lúc này chợ Minh Phụng cũng vẫn đang tạm ngưng hoạt động rồi. Làm bây giờ xin chơi cả. Dạ. Không chấp hành quy định cách ly tại nhà thì sẽ phạt từ 5 đến 10 triệu. Giờ chỉ dám để ở đây thôi nhé các bạn, rồi đi tiếp. Họ đặt rồi các bạn. Người lạ không vào hẻm cấm vào. Gửi biếu chú phần quà. Nhà này là đi rồi, tháo bả, ta ở dưới đây nè. Ta dồn xuống dưới đây ở hết. Rồi, 13, 15. Dạ, anh để đây nha, 13, 15, 17, 3 phòng. Dạ rồi, cho em gửi nha. Bữa giờ ở đây mình tình hình mình ổn không chị? Ổn đúng không? Chừng nào có gì thì mình gọi y tế phường nha. Gốc thì mình gọi y tế phường trực 24/5. Dạ đúng rồi. Đây nè. Không. Tập 31 kia rồi chị, không phải đây. 31 đây có đăng ký nữa đó. Dạ không phải, cái này là em đang phát cho những nhà có dương tính nha chị. Vâng, thôi được rồi, đây rồi biểu chị một phần. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị nhá. Dạ. Dạ, vâng. Đây, thưa cô bác anh chị, thì sau khi mệt quá thì chú Vân đã nằm ngủ gục luôn ở trên xe. Đây, những phần quà ngày hôm nay tụi mình chuẩn bị đây các bạn. Đây là đường, gạo, nước tương, cá hộp. Cá hộp, bây giờ cá hộp, mua cá hộp mòi Thái Lan. Cái loại này là nếu như mà Bách Hóa Xanh họ bán với cái mức giá là 17.500 cho một hộp này các bạn. Đó. Thì hôm nay lại tiếp tục 100 xuất quà tặng bên quận 6. Tuấn Dương xin chào các cô bác anh chị. Thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 thì Tuấn Dương sẽ trích cái số tiền từ 1.200 đô của các cô chú anh chị sau. Là chị Helen Huỳnh ở Washington State gửi 500 đô, con chị Alex Pan 100 đô, Cindy Pan 100 đô, bạn chị Vân Tê Lê 100 đô ở Florida, Ánh Lê ở Seattle 100 đô, Hưng Ngô ở Washington State 50 đô, Đào Lê ở Washington State 50 đô, Thủy Vũ ở Washington State 50 đô, và Trúc Hưng ở Washington State 50 đô. Tiếp theo là Nguyễn Thành Tâm ở Washington State 50 đô và Tuyền Trần ở Washington State là 50 đô. Thì mình sẽ trích ra cái số tiền là 20 triệu để ủng hộ gửi 100 phần quà ở cho bên quận 6. Thì con xin được gửi cô. Còn cái tình hình thì hiện nay là rất là phức tạp nên là đến ngày 23 tháng 8 là có thể sẽ phải tạm nghỉ. Thì đúng ra sẽ còn có một số những chương trình phát quà nữa bên nhóm của cô Kim. Nhưng mà Tuấn Dương và cô sẽ cố gắng hết sức. Nếu mà trong cái điều kiện mà có đầy đủ giấy tờ thủ tục thì Tuấn Dương mới thực hiện. Còn nếu thiếu một trong số những các cái giấy tờ để đi đường mà bị phạt tiền đó thì Tuấn Dương sẽ không có tham gia được và sẽ đợi hết dịch. Thì Tuấn Dương sẽ công bố cái số tiền còn lại để hỗ trợ thực phẩm cho bà con sau, thì mong cô bác anh chị thông cảm. Và con cũng xin chia sẻ với cô là nếu mà thiếu tất cả một trong số những cái giấy tờ mà mình đã bàn như trước ấy, là bất luận chỗ nào mình cũng không thực hiện, vì lúc này rất là khó khăn.
Mình không muốn là mình phải bỏ tiền phạt để đóng những cái tiền rất là vô ích, hoặc là đi lại mà gặp nhiều khó khăn khi mà mình làm nó không có đúng cái quy định của nhà nước. Cô chào Tướng Dương, chào hết quý vị Phật, quý vị Mạnh Thường Quân hôm nay đã hỗ trợ 100 suất quà cho phường 6, phường 9, phường 6. Thì đây là cũng một địa bàn mà hồi xưa rất là nghèo khổ, bây giờ vẫn là nghèo khổ. Trong ở đây là bị nhiễm rất là nhiều. Hôm nay là mình sẽ phát cho những người bị nhiễm F0 ở nhà. Có một số là gia đình bị cách ly nữa, không đi ra ngoài được, thì hôm nay mình sẽ hỗ trợ trong phần quà này cộng với cái phần thêm hôm qua nữa. Dạ. Thì cái chương trình đúng ra ngày mai đó là mình còn đi được một ngày nữa, nhưng mà Tướng Dương với bên giám định hôm qua sẽ rất là cố gắng luôn để mà mình liên hệ với bên địa phương ở Nhà Bè đúng không? Địa phương ở Nhà Bè, tại vì ở đây mình phát được 2,5 lần thôi, nhưng hồi sáng này mình phát á là 90 phần mà chỉ có nhấp nháy một tổ một thôi, tại vì ở đây là cái khu dùng gian sông nước, rồi những cái nhà trọ ở đó mà mấy em đi làm đồ đó với thì sinh viên nó về không được, rất là đông luôn. Dạ. Thì mình chưa có nói tới là những cái F0 cách ly gì hết, thì mới có phát đầu tiên là mình phát được như vậy, bà con ở đây rất là mừng, cũng mong là quý vị á thì ủng hộ tiếp cho Nhà Bè khoảng 200 phần nữa đi, rồi từ từ theo cái tình hình nếu mà phát được thì mình sẽ nơi đâu cần thì Tướng Dương với lại nhóm từ thiện khoa sẽ ủng hộ. Là. Thì theo đúng á, hiện tại bây giờ thì phải đầy đủ giấy tờ để mình đi. Thì thưa cô là con cũng thông báo với cô là lúc này lấy tiền rất khó. Ở ngân hàng ví dụ như hiện nay hôm nay là thứ bảy chủ nhật mình cũng không có lấy được tiền. Sang đến thứ hai là bị cấm đi rồi. Và kể cả có đứng ở ngân hàng lấy tiền ấy, bây giờ không phải là ra cái nhận được tiền ngay, ít nhất là mất 1 đến 2 ngày. Có những lần là con phải đi 4 ngày con mới nhận được tiền. À, nên là không phải là cô bác gửi tiền một cái là mình lấy được luôn và mình làm được liền. Cũng rất là khó khăn, tiền cũng không phải là dễ nhận, bởi vì là thứ nhất là các cái nhân viên ngân hàng là họ chỉ làm 1/3 quân số. Có những cái phòng giao dịch ấy là không giao dịch tiền mặt, không được rút tiền mặt ra. Có những phòng giao dịch là con đến là chỉ có một người trưởng và một người phó và mấy người bảo vệ thôi. Nên là nó rất là nhiều những các cái điều kiện nó không có thuận lợi cho mình làm. Chứ nhiều khi ví dụ như cô chú gửi chuyển khoản bây giờ đó là chừng khoảng 2 đến 3 ngày sau mình mới nhận được, chứ nó không có dễ dàng như trước. Cái dịch vụ giao tiền tại nhà cũng đã bị cấm rồi, mà bây giờ chỉ còn cái cách chuyển khoản. Mà chuyển khoản mà ra ngân hàng đợi là rất là lâu. Có những ngày đợi ra tới nơi cái là hết số thứ tự, người ta không phục vụ kịp, mình phải đi về. Đấy là để con nói thế để cô biết thêm về cái tình hình và thông báo để cô chú anh chị biết. Chứ không chỉ là có hàng hóa khan hiếm, mà ngay kể cả mình có tiền trong tài khoản ấy, hiện nay con vẫn còn mắc một cái số tiền là 1,000 đô của một cô bên Mỹ gửi qua Western Union là vẫn trục trặc chưa có lấy được. Tính đến nay là khoảng 1 tháng rồi. Thì qua đây á, Tướng Dương nói như vậy á, thì cũng mong là những cái Mạnh Thường Quân mà gửi tiền về cũng thông cảm cho Tướng Dương. Tại giờ bây giờ á, là ngân hàng, nhà nước, ủy ban là người ta giới hạn người làm rất là nhiều luôn. Vì ở đây cũng có bị nhiễm đó, thành ra người ta sẽ rất là phải cẩn thận như lắm. Rồi chưa kể nói là khi mà lấy tiền về rồi hàng không có nữa. Yeah. Bây giờ phải chạy đôn chạy đáo, tại vì rất là khan hiếm hàng hóa để mà mua. Thì cũng mong hết tất cả những quý vị Mạnh Thường Quân thương tình đã gửi tiền về đây thì cũng thông cảm, ví dụ có chậm vài bữa thì cũng hoan hỷ cho Tướng Dương và nhóm Đường Pháo Hoa. Nói chung là cái gì quý vị gửi về là ở đây sẽ thực hiện hết, không có phụ lòng hết quý vị mà ở nước ngoài mà có cái tấm lòng mà giúp đỡ cho bà con ở đây hết. Con cũng xin chia sẻ với cô là trước cái thời điểm 23 tháng 8 đó là trứng là mình đang đặt mua là 33.000 một chục, thậm chí sau đó rồi giảm xuống còn 31.000 một chục. Nhưng mà ngày hôm nay là 45.000 một chục và không có để mua. Đó là trứng gà, trứng vịt là 50.000 cũng không có để mua. Ngày hôm qua thì con có đi mua mì gấu đỏ. Thì lúc trước dịch mình mua khoảng từ 55 đến 58.000 một thùng. Nhưng mà ngày hôm qua thì con mua với cái mức giá là 220.000 một thùng mì gấu đỏ. Đó, nên là giá cả thực phẩm lúc này nó nhảy múa
tưng bừng, chứ nó không phải là nó nằm im một chỗ. Đặc biệt là tâm lý của nhiều người thì họ cứ muốn là mua để dự trữ, để hạn chế phải ra đường, để họ chủ động trong những cái ngày sắp tới. Nên là thực phẩm lúc này một là nó cũng khan hiếm. Như ngày hôm nay thì buổi sáng con cũng xếp hàng để đi mua thực phẩm, thì mua ở siêu thị là cũng xếp hàng rất là lâu, từ sáng tới trưa rồi mới mua được một số ít thực phẩm để mình dự trữ. Thì thôi mình cũng thông báo vậy để các cô bác được biết, nếu mà có mình cái điều kiện cho phép thì mình sẽ làm kế tiếp, mà nếu mà điều kiện không đầy đủ thì mình cũng cô bác cũng hoan hỉ đợi nó qua cái đợt dịch này, qua khoảng 15 ngày xem là cái chỉ thị kế tiếp của chính quyền thành phố như thế nào để mình tiếp tục thực hiện. Dạ. Rồi cũng nói chung là bây giờ tới 23, 24 mà nếu mà chính quyền hợp tác với mình thì mình sẽ làm giúp đỡ cho bà con. Dạ. Để nó không có ảnh hưởng tới cái phần mà cái cuộc sống của ta, đúng không? Của người ta là một, cuộc sống của mình hai, đi phá tự nhiên bị phạt mấy triệu là cũng tội nghiệp. Và cho nhóm Tiến Dương và nhóm cũng chia sẻ với cô là ngày hôm qua, cũng không phải là ngày hôm qua mà trong đợt dịch vừa rồi á, là một thành viên trong bếp ăn mà đang nấu của con ấy, lần đầu tiên là bị phạt là 4,5 triệu, lần thứ hai là bị phạt số tiền là 250,000. Lý do là chở rau sớm, vì mình muốn làm cho bếp cơm ấy cô, thì mình phải chở sớm, mà chưa đến 6 giờ đã ra đường, đã phải đi chở rau rồi để cho kịp mình nấu, nên là cũng lại bị phạt. Nên bây giờ nó rất là khó, nhiều khi mình không nói ra thì cô bác không biết, cứ nghĩ là mình có tiền thì mình mua tiền cũng được, nhưng mà bây giờ có tiền nhưng mà mua thực phẩm hơi khó. Nói chung thực phẩm bây giờ nó lại là thành một cái gì đấy nó quan trọng hơn là cả cái đồng tiền. Đồng tiền có tiền mua được, mà nói chung là quý vị cũng thông cảm cho nhà nước, không phải là người ta làm khó làm dễ mình. Dạ. Nhưng mà do gì dập không nổi dịch á, dạ, nó càng ngày nó càng tăng, thành ra bây giờ người ta siết chặt hơn chút xíu, cũng là muốn là cho bà con mình có một sức khỏe thôi. Dạ. Chứ cũng không có ai làm khó ai hết. Vâng. Thì quý vị đừng nghĩ là nhà nước mình khó khăn với dân, không phải vậy, là muốn bảo tồn sinh mạng của con người mình thôi. Dạ. Thì mình cũng sẽ, mọi việc thì mình sẽ tuyệt đối chấp hành, nhưng mà nó cũng có những cái trở ngại thì mình cũng sẽ cố gắng khắc phục. Rồi, rồi. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Cảm ơn Tướng Dương nha. Dạ, dạ. Cơ xe sắp tới rồi đó. Dạ, dạ. Đây, thưa cô bác anh chị, bây giờ tụi mình sẽ bốc đồ lên xe, chở sang cái địa điểm phát quà. Thì đây các cô chú anh chị đang phụ chuyển 100 suất lên. Mình lấy từ xe tải đưa lên. Thưa các cô bác anh chị, bây giờ Tuấn Dương sẽ cùng với các thiện nguyện viên để đi sang quận 6 và sẽ chia sẻ những các cái suất quà này với các bà con cô bác ở trong các cái khu vực cách ly. Theo thông báo thì từ ngày mai 23 tháng 8 xin lỗi, từ ngày mốt 23 tháng 8 thì các lực lượng như là quân đội, công an sẽ tiếp tế thực phẩm thay cho việc là chúng ta tự đi mua. Thì hiện nay thì mình cũng chưa thấy cái thông báo cụ thể như thế nào, cũng đang đợi. Này các cái cửa hàng bán thuốc tây thì rất đông người xếp hàng mua. Thank you.
rồi nha. Đây chúng ta đang có mặt trên con đường Minh Phụng, phường 10 của quận 11. Đây, những các cái cửa hàng siêu thị tiện lợi, đại lý. Khu vực chợ Bình Thới ngày hôm nay thì rất đông. Buổi sáng khi Tuấn Dương đi chợ thì có khoảng 200 người xếp hàng. Đây đang là đường Hồng Bàng các bạn, đường đi về lục tỉnh miền Tây. Mình đang đợi xe, để xe đang đợi đèn đỏ để đi qua chốt. Gần như là ngày hôm nay có vẻ như là đường đông hơn do mọi người đi ra ngoài để mua thực phẩm. Thank you.
đây chúng ta sẽ chui qua cái gầm cầu Ông Buông 1. Đây góc đường Hồng Bàng cắt với đường Tân Hóa. Bên này là kênh Tân Hóa này các bạn, cái kênh nước đen ngòm luôn. Hồi sáng thì Tuấn Dương có hỏi một vài anh em shipper thì họ nói là họ sẽ làm việc đến hết ngày mai, hết ngày 22 tháng 8. Sau ngày 23 thì có lẽ là họ sẽ nghỉ. Một số những các cái cửa hàng bán thực phẩm, rau củ quả trái cây lúc này thì được nhiều người họ muốn mua để sử dụng trong những ngày sắp tới. Cũng mong là sau 15 ngày thì nhà nước sẽ kiểm soát được cái tình hình dịch bệnh. Mong cho cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Lúc này nhiều khi cũng cảm thấy đuối lắm rồi các bạn ạ. Đây thưa cô bác anh chị, bây giờ tụi mình mặc đồ bảo hộ vô này. Đó. Đây, cô Kim cũng mặc đồ bảo hộ vô. Đây là mình cũng mặc đồ bảo hộ đây các bạn này. Mình đó, quần áo đó. Xíu thì sẽ đi tất vô nữa. Đi dớ vô. Dạ. Cô Kim với chú Vân. Mình cũng mặc một cái bộ đồ giống như thế này. Đang chuẩn bị để chờ giờ đi vô. Đây đang là khu bến Phú Lâm các bạn ơi.
Dạ. Dạ rồi. Đình đang có cán bộ địa phương tới để liên lạc xem là có để thở oxy hay không. Dạ. Tay giúp tôi bạn. Ông chưa lấy hộp bao tay. Con thấy anh đâu có đụng đâu. Được, em không đụng nên thôi, em khỏi đeo, em có bao tay đây rồi mà. Dạ dạ. Chân trống đi anh kìa. Cần để bỏ bớt lên xe em chở bớt cho mấy ít được anh ạ. Trời mới xuống năm là còn cái ba đó nằm dưới rồi em. Trời mới hồ đó không? Đủ rồi. Cái mình quẹo qua bàn kiến sau. Rồi cô nghe thấy rồi anh, cô ở trên xuống rồi. Rồi chú nhận đi ạ. Dạ rồi. Vòng lại đúng không? Rồi ok. Đó để cô bác anh chị trải nghiệm cái việc phát quà. Thông thường là mình sẽ khi ở bên phường là sẽ chia ra làm nhiều tổ như thế này, từng 5-6 tổ. Tuấn Dương cũng không thể mà đi theo chân từng tổ được, thì sẽ chia sẻ để cô bác anh chị hiểu được thêm những các cái công việc của tụi mình, cái cách làm. Lúc này chở xe hơi đi thì xe hơi không có vô được.
tí cả rồi, rồi. Dạ vâng. Dạ dạ. Rồi. Đây là bố chú Lâm. Gia đình này đi cách ly hết rồi. 451/24D. Dạ. Và đi sang hôm khác. Anh ơi có cần chở phụ không, em chở cho. Để đây bên đây 2 phần. Rồi cảm ơn nhá. Dạ. Một gia đình cách ly tại nhà đó các bạn. Để đằng trước giúp em xong rồi kêu ra nhận. Rồi. Các quay xe ra.
Dạ. Không chấp hành quy định cách ly tại nhà thì sẽ phạt từ 5 đến 10 triệu. Giờ chỉ dám để ở đây thôi nhé các bạn, rồi đi tiếp. Chào chúng con đi ạ. Rồi cảm ơn. Thì bên kia là chợ Minh Phụng. Thì lúc này chợ Minh Phụng cũng vẫn đang tạm ngưng hoạt động rồi. Họ đặng rồi các bạn. Người lạ không vào hẻm cấm vào. Gửi biếu chú phần quà. Nhà này là đi rồi, đi rồi. Dạ, em gửi đây nha. 13, 15, 17, 3 phòng. Dạ rồi, em gửi nha. Bữa giờ ở đây mình tình hình mình ổn không chị? Ổn đúng không? Chừng nào có gì thì mình gọi y tế phường nha. Gấp thì mình gọi y tế phường trực 24 như thế. Dạ đúng rồi. Không. 131 kia rồi chị, không phải đâu. 131 đây có đăng ký nữa đó. Dạ không phải, cái này là em đang phát cho những nhà có dương tính nha chị. Dạ, dạ. Dư thì mình để vâng. Cho người cũng dạ, rồi. Vâng, thôi được rồi, đây, rồi biểu chị một phần. Rồi, rồi em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị nhá. Dạ. Dạ, vâng. Phước Long này các bạn, 28 đường Hồng Giang. Thưa các bạn, ở đây đang là đỉnh Phú Lâm. Mình đi để cho cô ba anh chị biết cái trải nghiệm. Rồi các bạn. Đây, tiếp theo đi vào một con hẻm nữa là 566 Lý Quang Trung.
mê cung luôn. Cô ba anh chị là phát những cái phần quà này, cô bác mới thấy là cái thời gian cũng như là cái quãng đường rất là phức tạp. Có gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi nha.